Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Đây là iMac 5K 2017. Mình đã sử dụng nó được vào khoảng tầm 2 năm, gần 2 năm gì đó, từ năm 2018. Và hôm nay mình sẽ muốn đánh giá về cái iMac này sau một thời gian rất dài mình sử dụng. Chê có và cũng có những thứ khiến cho mình hài lòng. Vậy thì cụ thể hơn đó là những gì? Thì bắt đầu kỹ hơn trong video ngày hôm nay nhé. Cái video này thì mình không có được nhận tiền để mà mình PR cho cái iMac này, cũng như là những đồ của Apple, thì các bạn đều hiểu một điều đấy là nó không có ai bỏ tiền ra để PR nhiều đâu. Mà mình quảng cáo cho laptop Asus tại Silverdesk. Đó, dạo này thì có mấy mẫu VivoBook S mới ra, rất đẹp, rất gọn, nhìn cực kỳ ấn tượng. Và nếu như các bạn thích thì chúng ta cũng có thể mua những sản phẩm đó về cài Hackintosh lên để mà trải nghiệm macOS rất ngon. Mình có thể khẳng định là Asus cài dễ và thay cả wifi xong một cái là trải nghiệm không khác gì RealMac luôn. Mà quan trọng, giá nó tốt hơn rất là nhiều, cấu hình ngon, giá chỉ vào khoảng tầm dưới 20 triệu mà thôi. Link cụ thể mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả video và ghi comment để các bạn tiện theo dõi hơn nhé. Rồi, quay trở lại với iMac 5K 2017 thì mình lựa chọn cái phiên bản gọi là cao cấp nhất trên site của Apple bán, tức là sử dụng Core i5-7600K, 8GB RAM và sử dụng cái Radeon Pro 580 8GB. Chúng ta sẽ có những phiên bản khác, ví dụ như là sử dụng Core i5 bản thấp hơn, sử dụng card đồ họa Radeon Pro 575 4GB thôi, nhưng phiên bản này của mình là 8GB, tức là cái card đồ họa là cái không thể nào nâng cấp được ấy, thì nó là cái phiên bản option mạnh nhất rồi, tức là nó sẽ giúp cho mình có những trải nghiệm tốt nhất. Nhưng 8GB RAM không thể nào đủ được, vậy nên mình đã phải tốn tiền để nâng lên 16GB và gần đây nhất là nâng lên 24GB RAM thì nó mới gọi là đủ để mà có thể nó là làm việc một cách trơn tru và mượt mà. Phiên bản này sử dụng cái Fusion Drive 2T, tức là nó sẽ có 128GB SSD làm case và 2TB HDD để mà chứa dữ liệu. Và mình chợt nhận ra đấy là khi sử dụng Fusion Drive thì nó rất chậm và nó không thực sự ngon về cái mặt trải nghiệm. Vậy nên xóa luôn, mình cài hệ điều hành lên cái ổ SSD 128GB, còn ổ 2TB lưu trữ dữ liệu. Lúc này máy nó nhanh hơn, mượt hơn. Nhưng với 128GB thì các bạn cũng sẽ cần phải đắn đo đôi chút trong quá trình cài đặt phần mềm lên cái máy tính này. Cũng như nếu như chúng ta sử dụng một vài dịch vụ liên quan đến iCloud mà backup ảnh lên trên cái iMac nữa, thì iCloud của mình có tầm khoảng 90GB ảnh thì nó cũng sẽ không đủ được trên cái này. Nên đó cũng là một cái chi tiết các bạn phải lưu ý với phiên bản này. Nói chung là khi nào mà các bạn có điều kiện thì có thể nâng cấp lên phiên bản tầm 1TB SSD hoặc 512GB thì dùng nó rất là thoải mái. Nhưng mình giữ nguyên, mình vẫn chưa tháo cái này ra một lần nào cả. Vậy thì nó có những trải nghiệm gì? Mình sẽ chơi trước nhé. Những thứ khiến cho mình không hài lòng, đầu tiên là cái việc màn hình. Chao ôi, bây giờ các bạn nhìn sang những cái mẫu màn hình mới bây giờ, nhìn nó mỏng, nhìn viền nó sexy, nhìn nó cực kỳ đẹp luôn. Cái này là 27 inch ấy, mà các bạn nhìn vào các bạn đôi khi tưởng nó là kích thước của một cái màn hình 32 inch luôn, tại viền quá dày. Các bạn nhìn dày này, dày này, dày bên dưới lại thêm một cái mảng này nữa, uầy, thề. Ban đầu mình quen dùng những cái màn hình 27 inch viền mỏng nữa, mình mới chuyển qua dùng cái này mình cảm thấy nó rất là bị ngợp mắt. Tại vì nó to quá, nó to một cách kinh khủng quá, mà cái không gian để mình hiển thị trên này cũng không được quá nhiều. Nó có độ phân giải là 5K thật, nhưng mà nó cũng đâu hơn nhiều so với màn hình 4K Windows đâu. Được cái là cái trình scale, cái đó mình sẽ nói đến sau. Nhưng rõ ràng cái kích thước chỉ là 27 inch, nhưng kích thước tổng thể nó quá to và mình cảm thấy không hài lòng cái chi tiết này. Cái không hài lòng tiếp theo nó đến từ những cái như mình vừa nói, đây Fusion Drive này, RAM 8GB, thì mình đã phải bỏ thêm tiền và mất công cài đặt lại để máy trở nên mượt mà hơn, trơn tru hơn, thì đó cũng là cái tiếp theo mình không hài lòng cho lắm. Và cái không hài lòng thứ ba đó là nó chỉ có hai cổng USB-C Thunderbolt mà thôi. Mình muốn nó phải là 4 cổng. Tại vì bây giờ mình lấy một cái ví dụ nhé. Mình làm việc rất nhiều trên cái máy tính này, mình cắm ra cắm vào rất là nhiều. Mình gắn vào đây một cái cổng C to Lightning sạc cho cái iPhone, đồng bộ cho cái iPhone, một cổng C để mà kết nối ra cái hub ngoài ở đây chứa một vài những cái kết nối thêm của mình phụ trợ vào. Hết luôn rồi. Mình muốn cắm thêm một cái cổng C nữa để mà kết nối cho những thiết bị Android các kiểu nữa. Bất tiện, thiếu cổng. Nói chung là hai cổng C Thunderbolt đối với mình là nó vẫn thiếu. Nhưng cũng may mắn là nó có tới 4 cổng USB-A. Thế nên là cơ bản là cũng đủ dùng cho những cái kết nối ngoại vi cho bên ngoài với mình. Ví dụ như là chuột này, bàn phím này, máy in này, rồi kết nối thêm một vài những cái nhỏ nhỏ khác nữa khi mình muốn phụ trợ thêm. Đó là cái tiếp theo. Và có lẽ cái cuối cùng đó là cái nhiệt độ.
Con này nó chỉ sử dụng Core i5-7600K mà thôi. Và trong quá trình mà mình làm việc và quá trình mà mình sử dụng, đôi khi nếu như mình để ý về cái nhiệt độ, nó sẽ luôn luôn ở cái mức tầm 8x độ. Tức là nhiệt độ của nó rất là nóng. Và trong những lúc mà mình render cái video trên cái iMac này chẳng hạn, thì bởi vì cấu hình nó không cao, chỉ là 7600K và Radeon Pro 580, thế nên là không thể nào nó mạnh mẽ được giống như một vài những máy chạy Windows. Như ở nhà mình có một bộ dùng 9900K, rất mạnh, render rất sướng. Thì rõ ràng cái này nó không được như cái máy kia, mà mức giá thì nó cũng ngang ngang bằng. Thêm nữa đó là cái nhiệt độ. Thì trong quá trình render mình buộc phải ép cho cái quạt gió của cái iMac này lên mức tối đa, thì nhiệt độ nó mới ở mức tầm 8x độ mà thôi. Chứ nếu không tầm 9x độ hoặc là nó sẽ bị giảm xuống là một điều dễ gặp phải trên cái iMac này. Thực sự thì nó vẫn nhanh, vẫn mượt, edit video thì vẫn ngon thôi. Nhưng thực sự là mình vẫn muốn nó phải mát mẻ hơn, để khiến cho cái độ bền của cái iMac này có thể nói là bền bỉ hơn, và mình ít phải tra keo tản nhiệt các thứ hơn. Đây mới chỉ là Core i5. Thế này mà mình lên tầm Core i7 thì không biết nó còn đến mức độ như nào. Tại vì con này có thể hỗ trợ tối đa lên là Core i7-7700K. Và nhiệt độ cũng chính là lý do khiến mình chưa muốn nâng cấp cái iMac này lên. Ok. Rồi, quay sang đến những thứ khiến mình hài lòng. Cái hài lòng đầu tiên chính là nó chạy macOS. macOS là một cái hệ điều hành khiến cho mình cảm giác là mình tập trung nhiều hơn vào cái công việc mà mình cần phải làm. Làm văn bản, có nội dung, content, làm YouTube hay là những cái thao tác mình làm trên cái macOS này thì nó rất là mượt mà, trơn tru. Khi mà sử dụng thuần trên cái SSD thì cái tốc độ phản hồi, tốc độ mở ứng dụng, rồi tốc độ làm việc các thứ nó rất nhanh. Và cái mình rất thích khi mà sử dụng iMac đó là gần như mình không bao giờ mình phải tắt cái máy này đi. Mình chỉ cần sleep máy khi mà mình không làm việc, lúc sau bấm một nút chuột cái, tự nhiên nó khởi động lên rất nhanh để mình làm việc tiếp luôn. Windows bây giờ cũng có thể làm được cái việc đó rồi, nhưng mà cái chế độ sleep thì nó không thực sự ngon được giống như là macOS. Và đây vẫn là một cái điều mà mình thực sự rất là thích. Cái gì mình cần để mà mình làm việc, nó luôn luôn sẵn sàng ở đây để phục vụ mình. Mình không bao giờ phải lo lắng những cái việc đấy là lỗi lầm linh tinh hay là xung đột driver gì các thứ này nọ. Đây là Mac, nó được hỗ trợ thuần từ Apple. Và tất cả những thứ khi mà mình cài hệ điều hành xong lên đây là nó nhận full và nó sử dụng một cách mượt mà trơn tru hết. Không giống như Windows, đôi khi mình phải cài driver cho các đồ họa, mình phải cài driver cái này cái kia, thậm chí nó còn xung đột nhau các thứ thì rất là phiền. Cái này không bao giờ khiến mình phải suy nghĩ nhiều những vấn đề như thế. Ok. Điều thứ hai mình cảm thấy hài lòng chính là cái performance dựa trên cái thông số phần cứng. Nó chỉ là Core i5-7600K thôi, chỉ là Radeon Pro 580 thôi. Tức là nếu như so sánh với bộ máy tính mà thằng editor chính như mình đang sử dụng, nó là Core i7-8700K, 32GB và GTX 1660 Super, thì con này cấu hình nó thua. Nhưng trong quá trình mình thử edit video, mình thậm chí là preview, rồi thậm chí là mình render video, thì con này nó vẫn không thua kém nhiều so với con 8700K kia. Có lẽ bởi vì cái sự tối ưu đến từ macOS. Mình sử dụng Premiere Pro, đương nhiên là có bản quyền rồi, để mà mình update bản mới nhất các thứ. Editor cũng là có bản quyền hết. Thế nên mình tận dụng được hết tất cả những sức mạnh mà con máy này mang lại. Nói chung là thực sự là nó cũng khiến cho mình khá là bất ngờ, bởi vì chỉ là Core i5 mà nó lại mượt mà được như thế. Mà Core i5 lại còn Core i5 đầu 7. Biết là 7600K có thể đẩy sung lên rồi, nhưng mà nó vẫn chỉ là đầu 7, chỉ có 4 nhân thôi. Mà nó vẫn ngon. Các bạn thấy macOS kinh khủng chưa? Đấy là mình còn chưa sử dụng Final Cut hoặc là DaVinci Resolve, tức là những cái ứng dụng được tối còn tốt hơn nữa cho macOS, mà mình chỉ sử dụng Premiere thôi đấy. Ok chưa? Và cái cuối cùng mình thực sự rất rất hài lòng, và đấy cũng chính là lý do vì sao mà đến bây giờ mình vẫn chưa tìm được một sản phẩm khác để thay thế. Đó là đây là con All-in-One mạnh nhất, giá tốt nhất và sử dụng sướng nhất mà mình từng được trải nghiệm qua. Tại vì sao mình nói là All-in-One? Tại vì đơn giản nó chỉ là một cái này thôi. Tất cả những cái linh kiện đằng sau hết, không bao giờ phải lo lắng để thêm một cái case máy tính các thứ, cực kỳ gọn gàng khi mà các bạn sử dụng luôn. Thứ hai, nó mạnh. Nó mạnh bởi vì cái performance nó mang lại dựa trên rất nhiều những sản phẩm khác. Trong cùng cái tầm giá này thì mình cũng có tìm hiểu qua Microsoft Studio, thì nó lại phụ thuộc vào cái bảng đế ở dưới này, rồi cấu hình nó thấp hơn hay là màn hình thì nó là cảm ứng để mà dành cho dân đồ họa designer. Mình thì không bao giờ mình vẽ xấu vãi đạn luôn, thì con đấy nó không phù hợp với bản thân mình. Hay là một vài những sản phẩm All-in-One khác thì nói chung là mình cảm thấy là nó không được thực sự ngon được giống như là con này. Thế nên mình bỏ qua hết, vẫn sử dụng iMac cho đến thời điểm này. Và tại sao mình nói là mức giá nó tốt nhất? Có nhiều bạn sẽ nói thằng này xàm, đồ Apple mà mức giá tốt. Nhưng mình đố các bạn tìm được cho mình một cái màn hình nào đẹp được giống như con iMac 5K này, có độ phân giải là 5K, với cái hiệu năng sử dụng mạnh mẽ được như con này. Mình lấy một cái ví dụ, nếu các bạn build một bộ PC, thậm chí là cấu hình cao hơn hẳn con này,
nhưng mà nó không có màn hình. Và cho các bạn sơ thử màn hình một con 5K bình thường bên ngoài. Các bạn sơ giá xong các bạn sẽ thấy giật mình đấy. Tại vì có nhiều con màn 5K giá nó bằng cả luôn cái con iMac này rồi. Mà chúng ta có màn hình đẹp, chúng ta có performance ngon, giá tốt. Cái thời điểm mà mình mua nó vào khoảng tầm gần 50 triệu. Đấy là mình còn mua lại một chút rồi, nhưng mà thực ra là gần như mới. Hàng Future War, tức là hàng chính hãng luôn. Giá lúc đó mình nhớ không nhầm khoảng 56 triệu mình mua được giá tầm 50 triệu. Đến thời điểm này sau hơn 2 năm mình sử dụng thì mình vẫn bán lại nó với tầm giá khoảng 35 triệu. Tức là lỗ mất đâu đó khoảng tầm mười mấy triệu, nhưng mà nó vẫn rất ngon. Các bạn thấy sao? Ổn không? 35 triệu nếu các bạn mua máy cũ cho một cái iMac màn hình rất đẹp. Đấy là nếu như các bạn thực sự tập trung vào màn hình, chúng ta còn có thể mua phiên bản đời 2015 giá chỉ tầm khoảng 30 triệu, tầm dưới 30 triệu. Đố các bạn tìm được con nào ngon hơn được con này ở cái phần đấy đấy. Ok chưa? Nói chung thì với iMac 5K, cái mà giữ mình ở lại vẫn sử dụng nó chính là cái màn hình và cái macOS mượt mà của nó. Đương nhiên mình vẫn có thể cài Windows lên đây, mình vẫn có thể chơi game lên đây với một vài tựa game quen thuộc như CSGO, bắn vẫn trên 140fps ngon lành. Tại vì card đồ họa của nó cũng thuộc dạng mạnh chứ không phải là yếu. Rồi sử dụng nó khi mà mình live stream các thứ vẫn ok, chẳng vấn đề gì cả. Nói chung thì hiệu năng, màn hình và sự gọn gàng nó vẫn là thứ giữ mình ở lại với iMac 5K. Vậy thì các bạn nghĩ sao về cái mẫu máy tính này? All-in-one, đồ Apple. Ok, hãy chia sẻ ý kiến của bạn về sản phẩm này comment phía bên dưới nhé. Video này mình xin dừng lại tại đây. Đừng quên là nếu như muốn mua cho mình những mẫu laptop đến từ nhà Apple thì có thể tham khảo tại 7net thông qua link phía bên dưới phần mô tả video. Và đừng quên những mẫu laptop Asus VivoBook giá cực kỳ ngon, dưới 20 triệu, dùng ngon, thiết kế đẹp, gõ bàn phím cực kỳ sướng. Cài Hackintosh lên dùng không khác gì MacBook cả. Giá thì lại tốt hơn rất rất nhiều. Link sẽ phía bên dưới, mình sẽ ghi comment để các bạn tiện theo dõi hơn nhé. Còn bây giờ thì bye.